Ngày 29 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc 8 khách hàng bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng MSB với tổng số tiền là 338 tỷ đồng. Trong số các bị hại có một người mất 58 tỷ đồng và một người mất 27 tỷ đồng. Nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng và căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh, giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB tại quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết và đề nghị bị hại liên quan vụ án liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra. Cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm, vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Nói về vấn đề pháp lý liên quan vụ việc trên, luật sư Trương Anh Tú, công tác tại công ty luật TAT Law Firm cho biết, căn cứ kết quả điều tra, công an xác định bà Hoài Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Tuy nhiên, với diễn biến về vụ việc, cho thấy khách hàng giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và giao dịch với cán bộ của ngân hàng MSB. Vì vậy, số tiền bị mất không phải là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản hoặc tội tham ô. Người bị hại ở đây là ngân hàng chứ không phải khách hàng. Theo luật sư Trương Anh Tú, khách hàng gửi tiền nằm ngoài vòng xoáy tố tụng trong vụ việc này bởi vì họ có một quan hệ pháp luật khác với ngân hàng. Luật sư Trương Anh Tú phân tích, dưới góc độ luật dân sự, việc gửi tiền vào ngân hàng, tổ chức tín dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản. Theo đó, sau khi gửi tiền vào ngân hàng thì chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó và phải chịu rủi ro đối với tài sản đó. Kể từ thời điểm chuyển giao tiền, người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền vừa gửi, trở thành bên cho vay nên có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán khoản tiền khác tương đương theo thời hạn thỏa thuận. Trong pháp luật dân sự, tiền có tính năng đặc biệt là khi chuyển giao tiền thì bao giờ cũng kèm theo chuyển giao quyền sở hữu. Vậy nên bên bị thiệt hại trong trường hợp này phải là ngân hàng. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông, gồm chị ruột, 3 cháu ruột và con trai. Vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh 3 nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất, cho thuê đất mà Thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, Thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu Bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Trong hơn 138 ha đất rừng phòng hộ chuyển về tay gia đình cựu Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Đình Kim là 85 ha, hai con trai hơn 53 ha. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim. Vụ án đang được Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ. Ông Nguyễn Đình Kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ (AISVN), gọi tắt là trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024-2025 đối với trường quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đình chỉ hoạt động nếu trường không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp, quản lý chặt chẽ tình hình tại trường này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và các quận huyện, thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo ổn định dư luận, quản lý chặt chẽ hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của trường quốc tế Mỹ. phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của trường và đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường. Trường AISVN được thành lập vào năm 2006, hiện có 1.213 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế IB với 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, 53 giáo viên nghỉ dạy với lý do nghỉ ốm. Đến 20 tháng 3, số lượng giáo viên nghỉ làm là 85. Mức học phí của trường dao động từ 280 đến 350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450 đến 500 triệu đồng một năm với bậc tiểu học và 600 đến 725 triệu đồng một năm ở bậc trung học. Trước những xôn xao dư luận xung quanh đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN, ngày 28 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, đề xuất hỗ trợ tài chính này là một dạng cho vay. Sau đó chủ đầu tư trường vẫn phải trả lại tiền cho nhà nước. Nhà nước chỉ đứng ra bảo đảm để trường được vay tiền với điều kiện có tài sản bảo đảm. Bởi hiện nay, việc bảo đảm quyền lợi được học tập của học sinh tại trường AISVN là vấn đề quan trọng. Trước đó, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về đề xuất phương án hỗ trợ về tài chính đối với trường AISVN. Tuy nhiên, đề xuất này đã khiến dư luận xôn xao. Theo văn bản của Sở Giáo dục Đào tạo, trong quá trình hoạt động, trường AISVN do Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện pháp luật của nhà trường đứng tên ký đã thực hiện ký kết các hợp đồng với cha mẹ học sinh bằng việc cha mẹ học sinh đóng góp tiền cho nhà trường. Quyền lợi mà người ký, tức cha mẹ học sinh nhận được là học sinh sẽ được học tập tại trường trong suốt thời gian nhiều năm học tập tại trường. Số tiền cha mẹ học sinh đã đóng cho nhà trường được hoàn lại, không phải đóng học phí, hoặc không hoàn lại, học phí đã đóng trước cho toàn bộ thời gian học, tùy theo hợp đồng giao kết với nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, chế độ lương của giáo viên tại trường AISVN chưa được đảm bảo. Trường chưa thanh toán lương cho giáo viên từ tháng 2 năm 2024 cho đến nay. Vì vậy, việc duy trì hoạt động của nhà trường đang bị gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của 1.213 học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường, đề nghị báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động của nhà trường để tìm phương án giải quyết phù hợp để duy trì hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chưa có sự hợp tác của đơn vị. Vừa qua, sự việc phần lớn giáo viên lãng công do không được trả lương trong thời gian dài dẫn đến trường AISVN cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Sở đã tổ chức buổi làm việc tiếp công dân là cha mẹ học sinh của trường AISVN liên quan đến các nội dung trên. Qua ý kiến đề xuất của đa số cha mẹ học sinh, đề nghị thành phố hỗ trợ duy trì hoạt động của trường đến hết năm học 2023-2024. Để đảm bảo duy trì tình hình an ninh trật tự ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh tại trường AISVN, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ tài chính ngắn hạn, tùy theo tình hình thực tế, có tài sản bảo đảm để chi trả lương cho giáo viên, nhân viên và chi phí cố định khác để bảo đảm duy trì hoạt động dạy và học tại trường AISVN đến hết năm học 2023-2024, tức là vào tháng 6 năm 2024. Ngày 28 tháng 3, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 5 bị can để tạm giam gồm Dương Khải, sinh năm 1994, Thạch Quý Lầy, sinh năm 1986, Kim Sa Rương, sinh năm 1987, Thạch Chóp, sinh năm 2003 và Thạch Nha, sinh năm 1997 về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. 5 người này đã khống chế tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, sau đó đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài. Nhóm người này còn gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh, trình báo của người dân. Trước đó, ngày 22 tháng 11 năm 2023, tổ công tác của Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng 2 Phật tử đại diện người địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi tổ công tác vào bên trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thời điểm xảy ra sự việc, Thạch Chanh Đa Ra, ngụ huyện Tam Bình, trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào tránh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài. Tên này còn chỉ đạo quay các video clip khi tổ công tác đến làm việc, tuyên truyền sai sự thật. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền vận động, những người này mới dừng các hành động gây rối và thả các thành viên tổ công tác. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương lập biên bản sự việc, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành các quy định của pháp luật tại chùa Đại Thọ. Liên quan đến vụ việc, ngày 26 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Trang Rada cùng Kim Khiêm, ngụ huyện Tam Bình về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra, Công an huyện Tam Bình cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Ve Sanan, ngụ huyện Tam Bình về hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 27 tháng 3, rất đông người ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt cho con cháu nghỉ học và tập trung đến trước cổng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc để phản đối việc chuyển trường. Theo nhiều phụ huynh, họ nhận được thông báo về việc sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trước ở xã Minh Châu, hiện đã sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn, và trường tiểu học Lê Văn Tám trước ở xã Minh Dân, hiện đã sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn. Bàn giao khuôn viên nhà đất hiện trạng của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng việc sáp nhập trên là bất hợp lý, vì sau khi sáp nhập, các cháu học sinh và phụ huynh phải đi xa hơn, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Ngoài ra, các phụ huynh cũng cho rằng cơ sở vật chất ở trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc khang trang hơn nhiều so với trường tiểu học Lê Văn Tám. Do không đồng ý với kế hoạch sáp nhập trên, ngày 27 tháng 3, các phụ huynh đã đồng loạt cho con cháu nghỉ học và tập trung trước cổng trường căng băng rôn phản đối. Trao đổi về sự việc, ông Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, việc các phụ huynh tập trung đến khu vực trường để phản đối việc sáp nhập mới diễn ra trong ngày 27 tháng 3. Trước mắt nhà trường sẽ chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh, không để con em nghỉ học, ảnh hưởng đến việc học của các cháu và tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự. Ông Dũng thông tin, đây mới là chủ trương, để thực hiện được phải qua rất nhiều bước, trong đó phải lấy ý kiến và được sự đồng thuận của người dân, phụ huynh. Ông Nguyễn Văn Cận, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Triệu Sơn cho biết, trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn có 3 trường tiểu học. Số lượng trường quá nhiều với diện tích nhỏ sẽ rất khó khăn cho địa phương trong quản lý, đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn đã có tờ trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị cho lập đề án sáp nhập 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một trường. Trường mới đặt trụ sở tại trường tiểu học Lê Văn Tám. Sau khi sáp nhập, việc di chuyển của học sinh trong bán kính rộng không quá 2 mét. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sẽ được bàn giao để mở rộng trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Ngày 27 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 1249 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn, trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc về việc tuyên truyền, vận động để phụ huynh đồng thuận với chủ trương sáp nhập trường tiểu học tại thị trấn Triệu Sơn. Theo đó, trên địa bàn huyện đã xảy ra sự việc một số phụ huynh có con theo học tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cho con nghỉ học do không đồng tình với việc sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và trường tiểu học Lê Văn Tám. Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 28 tháng 3, ông Phạm Trọng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, chỉ có khoảng 130 học sinh đến trường đi học, hơn 300 học sinh còn lại không đến trường. Cũng theo ông Dũng, nhà trường vẫn tổ chức dạy học bình thường cho các học sinh đi học. Hiện nhiều phụ huynh tiếp tục tập trung ở khu vực cổng trường để phản đối việc sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vào trường tiểu học Lê Văn Tám, thị trấn Triệu Sơn. Các phụ huynh cho rằng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc là trường có bề dày truyền thống, là trường chuẩn quốc gia mức độ 1, có số lượng học sinh lớn hơn trường tiểu học Lê Văn Tám. Trường này có hơn 200 học sinh. Chưa kể sau sáp nhập, phụ huynh phải đưa đón con xa hơn khoảng 2 km, đặc biệt là phải đi qua nhiều trục đường lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Được biết, trong sáng ngày 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn cũng đã mời đại diện phụ huynh đến trụ sở để đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân đưa con em trở lại trường học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn và Công an huyện Triệu Sơn đã chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo kiên quyết và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kích động, cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường theo quy định của pháp luật.